em dẹp đi. Dẹp ở đây nè, dẹp đây nè, dẹp tủ này nè. Để lên đây. Ừ, để nó đi thôi mày dẹp cho. Phá lì như trâu đầu cho na thúi. Chị Su mở cửa ra. Xong rồi, xuống xe đi thôi. Cô ăn phở bò tái ha. Em Na cũng ăn phở luôn. Cô hai chị em mua thêm 5.000 tiền bánh phở nữa, chia hai đứa luôn. Chị mua là muốn thịt nướng không? Lúc mà ít kia hả? Lâu sau ít hả? Gọi đầu cho Na sáng nè. Em ấy qua mua hộp kem. Qua chưa? Thank you.
Sao? Hai đứa bay á, chơi quýnh lộn nhau đi. Nè, hung dữ. Chơi với em nha, mẹ lên tranh chảnh mẹ phơi đồ nha. Nè, chơi không có ăn hiếp chị hai nha. Rồi, cái đó hai, cái đó của người ta rồi, đứa giành cái. Cái đó là cái gì á, nó cầm cái gì á? Cái này để vô rồi. Bài đi rồi hồi dẹp mới chơi. Phơi đồ luôn á trời. Nè lấy đồ nó khô khô đem đi trước. Nè nè cầm vô. Dạ. Nè nè hồi nãy cầm lại đi, hồi nãy bận cái này nè, nãy bận cái làm này. Dạ, yeah, được thôi. Cái này nè. Dạ. Đi chơi, chơi, chơi. Chơi, chơi, chơi. Chơi, chơi, chơi. Thôi như đó thôi. Móc như đây được rồi. Mấy bữa nay mưa đồ cũng khô vậy chứ. Đồ khô, khô không nổi. Dẹp đi. Ừ. Đẹp ở đây nè, đẹp đây nè, đẹp tủ này nè. Để vô đây. Ừ, để nó đi thôi mày dẹp cho. Phá rồi như trâu á. Trời ơi anh Khoa. Cái gì hả? Mẹ đưa hả? Ôi ơi, cảm ơn nha. Ở đây chơi hay về? Về hả? Ờ, chạy xe cẩn thận nha. Dì hai cho đồ ăn cơm. Anh Khoa cầm dĩa lòng xào dì hai nấu, đem qua cho. Giờ bắt nồi cơm lên mới được. Ăn cơm ăn cơm chiều. Na nãy nó thấy nó kêu quá trời luôn. Nhờ các anh trong phòng trọ đó của Khiên. Nặng lắm không? Được không anh? Ôi cái cửa nó nặng mấy ba người khiêng mới nổi. Nặng muốn chết. Cái này mà nó cái hàng hàng kia nó kêu một mình tên. Em tưởng nhẹ em kêu mà tên hai thôi. Thằng cái ra nó đi đấy rồi. Nên không chịu chứ. Dễ hả? Kêu vô kinh, không đỏ thôi, kêu kinh cho nó chạy về. Trời ơi. Nặng quá trời nặng rồi. Còn một cái nữa. Hai cái lận.
đồng đồng luôn. Nó mì đúng không? Rồi vô đây. Nè, Na với Sù ăn cơm đi, mẹ lên chở mẹ nói mì cho cô nha. Coi nó ăn nhé nha Sù. Ăn cơm nè Na, đừng uống sữa nữa. Rồi tự mới múc cơm ăn đi. Nè. Múc ăn đi. Ăn hết nha. Ăn hết đi, cho hai đứa 10.000 đi mua bánh ăn. Thôi thôi, ăn đi rồi uống sữa. Chị Su đi mua bánh ăn kìa. Su đợi em với. Hai đứa. Để hả? Em bạch ra ngoài em ăn cái này em cho. Kêu chị Su mở mẹ xuống mẹ ăn cơm. Không có kêu bằng mày nha, kêu bằng em Na nha, không kêu em bằng Na bằng mày nha. Nè, bỏ cho em Na đi. Nói vậy thôi chứ nó không ăn hết đâu, nó ăn xíu à. Con ở đó coi nhà nha, mẹ xuống ăn cơm cái nha. Đừng la em nha, kệ nó. Có cơm em, có cơm. Muối tình hình không có tôm á, không có tôm mà cay nha. Mua bánh tráng sữa. Lấy em một thùng sữa Vinamilk. Thùng sữa. Cắt tóc cho khách xong, bây giờ gọi đầu cho Na, Su quét tóc. Xong rồi xuống nấu ăn, rồi gọi đầu cho Su. Để mẹ gọi đầu cho Su xong mẹ xuống nấu ăn. Tối ngày TikTok vậy đậu Na giống con khục ghê, con khục mini. Ê mini Na, mini từ từ dễ nhẹ nhẹ thôi, lướt nhẹ 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 xíu thôi, lấy ít thôi. Chị ý đem chân gà ngâm sữa tắc. Ê Sâu xuống dưới lấy đũa sâu. Lấy đũa xử luôn. Đây chân gà của chị Ý bán đây, 70.000 một phần nha mọi người. Rất là ngon luôn. Chưa gì nhìn chảy nước miếng rồi. Nước chấm đặc sệt. Ngon lành luôn. Xử thôi. Mày ơi, mày kêu nó là con giáp 13 mày. Tự nhiên con Su nó kêu con Na là con giáp thứ 13. Rồi nó kêu con Su con Na là con trà xanh. Trời ơi, con Su con Na vậy mà nó kêu ta trà xanh á. Na nó trà đào thôi chứ nó trà xanh gì. Nó là heo sữa nhỏ. Mấy bữa nay con Su nó cứ kêu con Na là con giáp thứ 13 với lại con trà xanh không à. Mọi người coi nè, mọi người coi nè. Na nó đang quay TikTok của Su, con Na, Su nó cũng con Su cũng quay, con Na cũng vô nữa kìa. Bạn. Con nó con cô lên.
Rồi xuống cảm ơn lại giống như nãy cô xuống cảm ơn cô Lan làm sao em cảm ơn lại coi. Xuống cảm ơn cô Lan. Được ăn cái làm hơi quá à. Thôi, à, uống rồi. Nào uống rồi. Vậy chưa? Chưa nữa. Na nãy té luôn. Lộn lộn cái té luôn. Té được. Nè. Hả? Hả gì? À hả đi. Chú ăn gì? Ăn bún thịt nướng mà lần này mua thiệt nha. À. Lâu sao mẹ hả? Ờ. Lại mua bún bò về em về ha.